Vào đêm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng gia công nệm tại số nhà 100/2 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lửa bùng lên từ xưởng gỗ ở phường Thạnh Xuân, quận 12 rồi lan rộng ra, cả khu vực rộng lớn chìm trong biển lửa. Đám cháy đã thiêu rụi nhà xưởng rộng 2.000m², nhiều nhà dân, phòng trọ tan hoang. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Đến hơn 2 giờ sáng nay, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Trong sáng nay, công an giăng dây, phong tỏa hoàn toàn hiện trường để phục vụ công tác điều tra xử lý.